mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tây bắc chuyển động phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Những thông tin được bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cục thuế tỉnh Đai Châu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. Điện Biên mua cà phê chín đỏ. Tuyên Quang làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang và các huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, góp phần kết nối thị trường tiêu thụ bền vững cho nông sản của địa phương. Trong đó, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Giang đã có hơn 510 tài khoản được tạo, 23 website kết nối và 295 sản phẩm được đưa lên sàn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đưa 1.684 sản phẩm lên các sản giao dịch thương mại điện tử phổ biến khác, với hơn 2.550 đơn giao hàng thành công. Kết quả tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã có tài khoản trên các sản thương mại điện tử là 117.800 hộ. 100% sản phẩm ảo cấp của tỉnh đều được đưa lên sản thương mại điện tử để dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong tháng 11 năm 2023, Cục Thuế tỉnh Lai Châu đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, phí, lệ phí 19 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế gần 78 triệu đồng. Để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi trốn thuế của người nộp thuế trên mọi lĩnh vực, Cục Thuế tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành và cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, chú trọng đến việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thu, hóa đơn điện tử tạo thuận lợi nhất đến người nộp thuế. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho người dân tộc Mường tại hai xã Xuân Đài và Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Từ cuối tháng 9 năm 2023 đến nay, 40 học viên là người dân tộc Mường đã được các nghệ nhân cao niên truyền dạy kiến thức kỹ năng dệt thổ cẩm truyền thống của người Mường. Qua đánh giá, các học viên đều có tinh thần học tập hăng hái, đã thành thạo các công đoạn dệt thổ cẩm, có khả năng sử dụng khung cửi và dệt được các sản phẩm thủ công theo đặc điểm văn hóa truyền thống của dân tộc Mường việc tổ chức lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho người dân tộc Mường tại huyện Tân Sơn nhằm phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một này. Thời gian qua, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tuyên truyền thành lập nhân dòng bộ hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tăng cường kiểm tra khắc phục những thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 526 cơ sở thuộc diện quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó 15 chợ với nhiều hộ gia đình kết hợp kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tham mưu kiện toàn 355 trên 355 đội dân phòng tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy với 4.458 thành viên. Huyện cũng đã phát động phong trào Nhà tôi có bình chữa cháy tới hơn 38.500 hộ gia đình. Thời gian tới, Công an huyện Thuận Châu tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng phương tiện, dụng cụ và lực lượng tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ giữa tháng 11, những đường cà phê của đồng bào Mông ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu chuyển sắc đỏ báo hiệu một vụ thu hoạch mới của cây cà phê trồng trên đất dốc. Một năm lao động với những khó khăn về địa hình, thời tiết, vất vả canh tác đã qua đi. Vụ thu hoạch xung xuê quả ngọt, rộn ràng, đông vui, ngập tràn tiếng cười đang hiện hữu trên những nương cà phê ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Thì, thì người mông ở đây nghèo lắm, nhưng trồng cà phê thì có tiền, có thu nhập, cuộc sống đỡ khổ rồi. Như nhà tôi có hơn 2 hectare trồng cà phê, Mấy năm vừa rồi cà phê sai quả, giá cũng tốt, vụ nào thu nhập cũng được gần 200 triệu đồng. Nên mùa thu hoạch thì vất vả nhưng cũng phấn khởi. Những vụ cà phê chịu quả đang mang đến nguồn thu nhập cho gia đình các chủ vườn, người thu mua cà phê và hàng trăm người lao động. Nhiều chủ vườn đã làm việc với đại lý thu mua nông sản, sau khi thu hái, các chủ vườn sẽ đưa cà phê đến điểm tập kết ở các địa điểm thu mua để cân đong. Giá cà phê đầu phụ hiện đang giao động từ 12.000 đến 13.000 đồng một kg và giá có thể thay đổi theo từng ngày. Mình ở đây là mình thu mua cà phê từ năm 27 ở từ năm 2017 đến bây giờ là cũng được khoảng 6 7 năm rồi. Thì là lúc đầu mình thu mua ở đây thì cũng một hai nhà, hiện tại là cũng có 3 4 điểm thu mua. So với các vùng khác thì hiện tại là khu vực của cà phê Pha Đin mình là đang là cao nhất so với các vùng trong sân La Điện Biên mình. Ở sau khi thu mua thì cái trên khu tuần giáo Điện Biên mình là không có vùng chế biến, chưa có vùng chưa có xưởng chế biến nên là toàn xuất về sân La. Cả tỉnh có diện tích đất tự nhiên trên 6.500 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 1.100 ha, chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn. Từ khi có chủ trương về phát triển trồng cà phê, người dân xã Tỏa Tỉnh đã chủ động chuyển đổi cây trồng, Đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 350 ha trồng cà phê. Huyện Tuần Giáo cũng xác định là cây cà phê cũng là một trong những cây trồng chủ lực trong cái tái cấu nông nghiệp, là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Và đến thời điểm hiện tại thì huyện đã phát triển được trên 500 ha cà phê và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển cái cây cà phê. Và liên quan đến thị trường thì huyện cũng đã làm việc với lại cái nhà máy chế biến cà phê tại Sơn La để có những cái ký kết bao tiêu sản phẩm cho người dân một cách bền vững. Mùa những bông cà phê trắng ngần hay dịp quả chín đỏ đều lung linh, tinh khiết và đó là thành quả của bao nhọc nhằn chăm chỉ lao động được chắc chiêu trên những triển dốc nơi đỉnh đèo Pha Đin huyền thoại. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, tổ chức đoàn, đội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phối hợp cùng với các cấp các ngành, triển khai nhiều hoạt động việc làm thiết thực ý nghĩa nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những tiết học ngoại khóa tại trường Trung học cơ sở Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Qua tiết học này, các em học sinh được bày tỏ những nguyện vọng, mong muốn, ý kiến của mình về các vấn đề mà các em quan tâm gửi đến nhà trường để được giải đáp, hỗ trợ, chia sẻ. Sau khi tham gia những hoạt động này, em cảm thấy mình có thêm nhiều kỹ năng và tự tin hơn và các thầy cô cũng có thể hiểu được tâm tư tình cảm của chúng em và có thể giúp đỡ chúng em trong con đường học tập. Mỗi tuần thì cô chủ nhiệm cũng như là chị tổng phụ trách sẽ mở hòm thư một lần. Đấy và sau đó thì sẽ tổng hợp các cái ý kiến những cái nguyện vọng, tâm tư của các em, sau đó sẽ trao đổi cùng với ban giám hiệu rồi trong tổ tư vấn học đường để đưa ra những cái ý kiến đóng góp cũng như là điều chỉnh cái phương pháp giáo dục và cái nội dung giáo dục làm sao để phù hợp nhất Tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 221.000 trẻ em. Thời gian qua, tổ chức đoàn đội các cấp đã tổ chức làm tốt công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động của chương trình bảo vệ trẻ em. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động phối hợp với các cấp các ngành trong công tác tham mưu tổ chức các chương trình các hoạt động để bảo vệ chăm lo no, giáo dục cho thanh thiếu nhi đặc biệt là tập trung vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội những hoạt động thiết thực phong phú của các cấp bộ đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về nhân cách trí tuệ tinh thần của trẻ em Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2023. Tỉnh Lào Cai ít bay không mưa, đêm về sáng trời rét, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tỉnh Lai Châu có mây, đêm về sáng không mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Tỉnh Điện Biên có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa rải rác, ngày trời nắng hanh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tỉnh Hà Giang có mây vài nơi, đêm có mưa rải rác, ngày trời nắng hanh, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng hanh, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây, đêm về sáng không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ quý vị và các bạn thân mến chương trình tây bắc chuyển động của đài phát thanh truyền hình lào cai xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt